Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh NC Channel. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một tập review về một em minifigure Ash nha các bạn. Cái này mình đặt trên Shopee ở Hà Nội lần. Mà mình chờ đợi có 3 ngày à. Giờ mình sẽ lấy cái cách nha. Đây nha các bạn, những chi tiết tiết đồ đàng hoàng luôn. Này là hàng chính hãng 100% nha các bạn. Đây là cái nón của season 1 nè. Đó, giờ mình sẽ bắt đầu lắp ráp. Vừa rồi sự cố luôn nha các bạn. Xong rồi nhé bạn, giờ mình chỉ cần là gắn cái đế vào nó nha các bạn. Giờ mình sẽ quay 360 độ cho các bạn xem. Đó. Và bây giờ mình sẽ so sánh với dây season 13. Và dây hình như là ngắn hơn một chút so với ad nhiều. Nó hơi chỗ này nó mình kéo qua thì cái chỗ này là nó bị đung đưa rồi, nên là ad sẽ cao hơn. Và nếu các bạn thích ad thì hãy cho mình một like nha, share và đừng quên bấm nút subscribe để nhận được những thông báo mới từ kênh NC Channel. Chào tạm biệt.